No, too much, Mark. No, you want to be dry. Okay. You good. Okay, now. Now, what does it bring? Dạ, mẹ nói chắc là bà nội sẽ thích cái này lắm. Cái mày mới nói là vậy thì thôi chừa cho bà nội chút xíu đi. Ông nói không, ông ăn hết luôn. Ông nói giỡn. Thì hôm nay Mai cũng theo dõi tin tức ở Việt Nam rất là nhiều ha. Những ngày qua thì Mai cũng thấy lùm xùm cái vụ mà diễn viên Ngọc Lan tố công ty bảo hiểm á, là tư vấn viên của công ty bảo hiểm nó tư vấn không có trung thực, nói chung là làm cho diễn viên Ngọc Lan rất là thiệt thòi. Thì Mai thấy và sau đó thì có một cái chị là một cái ở một cái vị trí lãnh đạo cho một công ty bảo hiểm, vị trí khá là cao, và đáp trả Ngọc Lan bằng những cái lời rất là nói chung là ngạo mạn. Và Mai thì Mai thấy là đừng có nên hống hách quá Ngọc Lan, thì Mai thấy rất là hay. Mặc dù là cái sai lầm đó, Ngọc Lan là một diễn viên lớn, nhưng mà cũng đâu có sợ mất mặt, đâu có sợ tai tiếng, đâu có sợ mất mặt mất mũi mà dám mạnh dạn đưa ra cái hình ảnh mà ngồi khóc bù lu bù loa trước công chúng như vậy. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay tự nhiên Mai vô tình lượm được một cái outfit cực dễ thương ha. Mai mua cái đầm này hôm bữa Mai cũng có thử cho mọi người xem á, nhưng mà đây là lần đầu tiên Mai mặc. Và vô tình Mai phối hợp chung với cái giỏ này mà bữa trước Mai đi Macy mua đó. Trời ơi, nó dễ thương cực kỳ luôn ha, nó rất là ngọt ngào. Dễ thương quá. Nhìn trẻ ra như được mấy chục tuổi ha cô chú anh chị. Cưng quá. Đó, khoe với mọi người liền. Thì Mai thì hay thích quần áo á, nên thành ra là hay khoe những cái niềm vui nho nhỏ vậy. Thì ai cô chú chị nào thích thì chia sẻ niềm vui chung với Mai ha, chứ không có ý gì đâu. Khoe thì quen quần áo đâu có gì đâu để khoe, khoe niềm vui nho nhỏ thôi. Rất là ưng cái bộ này luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy sao? Mai thì rất là thích nha, cảm ơn cả nhà. Đây là món cà pháo mắm ruốc hôm bữa Mai ngâm nè cả nhà. Còn đây là cái món bắp cải dầu giấm, đường giấm đường mà Mai trộn hôm bữa luôn ha. Tại mà ăn những món nghiệt ngã không à. Đó thì cái món này nè cô chú anh chị, khi mà mình nó ngập trong mắm thì nó rất là trắng tươi à. Cà pháo còn trắng tươi cô chú anh chị thấy không? Không có đen chút xíu nào luôn á. Mình Mai dắt thêm một ít chanh, một ít đường và Mai bỏ một trái ớt vô nữa. Ăn một bữa cơm đơn giản với lại món thịt ba rọi riêng tôm khô. Mai thì cái thịt này ăn 2-3 ngày Mai cũng không có ngán 3-4 ngày luôn á. Cứ sáng là Mai lấy ra Mai ăn à. Mời các cô chú anh chị ăn sáng ăn trưa chung với Mai nha. A few moments later. Wow, gió thổi bông nó rớt, nó rụng bay lả tả cô chú gì. Bây giờ để Mai ra Mai quay cái cây bông của nhà Mai cho mọi người xem. Nó đẹp lắm nha. Quá trời đẹp luôn. Đây cũng gọi là hoa anh đào nhưng mà loại khác. Mai nghĩ cũng là hoa đào, nó cũng gọi là cherry luôn á. Wow. Mà cái cây này nó rủ. Coi kìa nó bay. Gió nó bay lá, bông nó rụng nè. Nó rụng đầy với nhà Mai luôn. Đẹp quá. Đây cô chú anh chị, ông xã Mai ra pha cà phê nè. Cà phê G7 đó. Oh my god. Bây giờ thì ông xã Mai quyết định nấu thử cái món này. Cái này là rice roni chicken. Rice roni. It's a San Francisco treat. Mai không biết cái này là cái gì really luôn. Good. Mai chưa bao giờ nấu cái này tại vì Mai really không có sinh ra và lớn lên ở đây nên mình, nhưng mà Mai cũng mới qua đây nên Mai thường là ăn món Việt Nam hơn là những cái món này. Để coi hôm nay ông xã Mai nấu như thế nào ha. It's Mai really good. It's really good. so good. Really? Yeah. Ông nói là no. Ông nói nó rất là ngon. You'll never even eat fish sauce again after you eat this. Ông nói là ăn cái này xong em sẽ bỏ muốn nước mắm luôn, em không ăn nước mắm nữa, em sẽ ăn cái này thôi. Đây. Ở trong này thì họ có gạo mà gạo dài dài của người Mexico của chính chị, gạo với lại mì ha, họ trộn lẫn với nhau. Đó, trong này là có gạo với mì. Và có một cái gói này. What's how much butter on the side? Two tablespoons or four tablespoons? In it says 2 tablespoons of butter. 2 tablespoons, 2 muỗng canh. 2 muỗng canh bơ. 1 tablespoon, 2 tablespoons. Đó. Em phải mà sẽ cắt tới đây. 2 tablespoons. Okay. Okay. Nó có cái nấc cho mình đo ha, dễ ợt. Để coi anh hôm nay. Okay. Anh Mỹ này ảnh
da ơi, my god. Ông làm đổ ra rồi. Rồi ông đổ vô đây. Đó, thấy chồng mai không? Mỗi lần ông làm cái gì là ông buộc về vậy đó, ông phải làm đổ. Did you get on camera, honey? Yes, it's on camera. Thôi em cứ quay nữa không? Nó có quay nha. Ông nói mắc cỡ quá, mắc cỡ quá. Đó. Okay, let me get a spatula. Hai muỗng canh bơ. Đó, bây giờ thì trộn cho bơ nó thấm vô gạo. Rồi không biết làm gì nữa đây. I'm a good cook, right? You're a good cook. Ông hỏi, ông là người đầu bếp giỏi đúng không? Nói, giỏi lắm. Cầm chưa gì hết là đổ nát, tùm lum tà lá hết rồi. Lại hôn. Đây, bây giờ người ta nói là mình phải đảo liên tục. Ông không có chịu đảo mà ông cứ rệt gì đó, Mai không biết. Đảo liên tục cho tới khi mà cái mì này nó qua chuyển qua màu nâu. Khi mà mì nó chuyển qua màu nâu rồi thì mình sẽ đổ vào 2 cốc rưỡi nước ha. Các bạn nghĩ là cái này nó cũng đã chuyển qua màu đâu rồi đó. Chuyển qua brown rồi. Đây Mai đưa cho chồng Mai đây là cái đo lượng. Right here, right here. One cup in this side. Yeah. Two of these. It says two and a half. Two and a half cup. Right? Uh-huh. Two and a half cup. Okay. Khổ như cái rổ vậy đó. Nấu ăn với ổng tôi khổ. Oh my god, ổng cũng không thèm đo đó. Ổng lấy đại vậy đó. Stir it in. Mm. Rồi. 2 cup rưỡi nước. And a half. It's good because no, you feel it full. No, we got too much. No, you won't be dry. Okay. Okay, now. Now what is it? À, bây giờ để cái gia vị của cái gói gia vị này vào. Vàng xanh. Let's bring it to a boil. Mà nó sôi lên rồi thì mình để lửa nhỏ lại, đậy nắp để lửa nhỏ 15-20 phút. Này thấy không, ổng cũng làm rớt rồi đổ ra đây nữa nè. Who did that? My god. I don't see anything. Ổng thủ tiêu rồi đó. Ổng thấy không thấy gì hết. Ổng đang thủ tiêu rồi. Ui thiệt là hậu đậu. That's simmer, right? 15 to 20 minutes. Put the cap on. Please. Okay. It's too hot still. Oh my god. Leave it alone. Leave it alone. Go. Okay. Alexa, wake me in 15 minutes. And then put this on afterwards in the same thing. It'll be good. Okay. Not mix it up. Okay. I'm sorry, Mai là nói là để cho nó nóng. Ok. Dục cái đó đi, xíu muỗi nó để em qua tới giờ rồi. Mấy cái món này cũng lần đầu tiên Mai biết luôn, cô chú anh chị Mai cũng chưa bao giờ ăn cái món này. Như mà cơm trộn với mì ha. Rồi để cái gia vị gì vô, gia vị thì giống như mình nấu cơm gà của mình thôi, nhưng mà cơm trộn với mì thì mình chưa ăn bao giờ. Đó, hôm qua Gabi mới tới dọn dẹp xong mà hôm nay em chồng Mai ông làm tùm lum tà la ra nữa, thấy không? Đúng thiệt, đây nè. Đúng thiệt đàn ông. Thôi, Alexa nó kêu rồi. Alexa, stop. Okay, thanks. 15 okay. Phút xong rồi đó. Yep, on the other phone. Thanks. Wow. Bye. 15 phút là nó vậy nè. Nó vẫn còn nước nha. I don't know about it. It's too watery. That's supposed to be that watery. Hang on. It took more, a little bit. 20 minutes. It's okay. Ông xã mày nói là pour until rice is tender. Để cái này no, vô. No, take it out. No. Ông nói mình để vô xong bây giờ ông không để. Okay. All right. How long? What was the timer? 15 minutes. 15 minutes. All right. So we need another 5 minutes. Okay. Lúc nãy là mày nói là để nhiều nước quá. Ông nói không. Nhiều nước còn hơn là ít nước. Ông để cho cố vô xong bây giờ ông nói là nhiều nước quá. Sorry. Mày nói okay vậy thì bây giờ mở nắp ra đi cho nó khô dần dần. Nấu thêm 5 phút nữa.
Thì tại vì người ta nói là nấu từ 15 đến 20 phút, thì mình nghĩ là nếu mà 15 phút không được thì mình nấu 20 phút thôi. Thật ra thì mày ăn thấy cái hạt gạo, mày thấy nó vẫn còn hơi cứng nên mày sẽ đậy nắp lại tiếp, nấu thêm 5 phút nữa ha, để coi cái nó có mềm ra không. Đây sẵn tiện khoe với cả nhà mình cái hũ dưa mắm hôm bữa mày làm ha, nó sắp chín rồi. Tại vì hôm bữa cô chú anh chị mày nghe người ta nói là mình phải bể ở ngoài, không có để trong tủ lạnh, nhưng mà mai lại hơi bị lì, hơi bị cố chấp á, mày đem vô trong tủ lạnh mày để hết khoảng 1-2 ngày gì đó, mày thấy ui nó không có chuyển màu hè vàng giống như là trong clip người ta nói, thế là mày lại lôi ra mày để bên ngoài ha, không có để tủ lạnh. Mọi người nhớ học bài học của Mai nha, làm dưa mắm á, thì không có để tủ lạnh nha cả nhà. Và bây giờ cái phần dưới này thì nó bắt đầu nó chuyển màu rồi nè, nó bắt đầu nó chín ha cô chú anh chị, nó chín thành món dưa mắm rất là ngon luôn. Vậy là mày thành công rồi đó, mày sẽ ăn thử cái miếng này ha. Nó giòn, oh my god, nó ngon. Có miếng nước tương nó thơm thơm của chú anh chị. Ui nó ngon lắm nha cô chú anh chị, ngon lắm lắm lắm. Món dưa mắm của Mai đã thành công ngoài mong đợi, thành công mỹ mãn luôn ha. Khoảng 1-2 ngày nữa thôi là nó chín, nó vàng như thế này là ăn vừa rồi. Này là Mai sẽ cho lên một ít và cho chay đào một ít, cực kỳ ngon cô chú anh chị. Làm theo công thức của Mai đi, bảo đảm ngon. Cái cà pháo này thì hơi mặn, nhưng mà nói chung là mình pha ra thì mình nghĩ mình pha lãng ra, mình nghĩ ăn cũng được. Vắt chanh rồi bỏ đường, bỏ ớt vô ha, hơi mặn. Nếu mà lần tới ai làm thì làm ít mặn lại. Nhưng mà cái món này thì ngon lắm. Đó, dứt dát được món này. 5 phút rồi. Hy vọng là khô rồi. Khô rồi nè. Thì mày lấy cái này mày đảo lên coi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, tender rồi, được rồi. Nó thành công giỏng rồi đó. Mì nở, cơm nở. I eat all of them. Nói với ổng mới ăn hết rồi. Cơm mì mì của ông xã Mai đó. Một cái món rất là lạ, gọi là món rice-a-roni. Rice-a-roni chicken. Mai nghĩ cũng ok, cái này chắc người Việt mình ăn cũng được. Tại vì nó, Mai ăn thử thì Mai thấy nó mặn mặn ha. Nó giống như nó có gia vị thêm thôi chứ không có gì hết á. Mai sẽ ăn thử ha. Ngon cả nhà. Có vị mặn mặn, mùi thơm, thơm mùi bơ, thơm mùi ấy, ngon nha. Ồ, ngon thiệt. Lần tới Mai sẽ mua cái này về để Mai nấu cho cả nhà ăn. Ngon thiệt ngon, lần đầu tiên Mai biết nha. Cái này rất là ngon cô chú anh chị, rice aroni. Giờ lần đầu tiên mới biết nhưng mà thấy ngon thiệt. Cái này người ta làm với lại món gà cũng ngon rồi cô chú anh chị, mình luộc gà lên mình làm ha. Đó, người ta để cái miếng thịt gà kế bên nè. Biết rồi, tôi biết rồi, lần tới tôi sẽ bắt chước tôi làm tôi ăn. Đây, ổng chạy ra đây rồi. It's really good, it really smell good and you know, it's called the San Francisco treat. Okay. That's the commercial. San Francisco treat. The San Francisco treat. Ông nói đây là cái bộ phim Rice Aroni, San Francisco treat là. Yep, that's the commercial sir. Cái này là cái này là quảng cáo ha. This is good. Yeah, see. I think Granny would like this one too. Save some for her, please. Nope, I ate the whole thing. No, I'm good. I tried already. It's really good. I'm full because I eat a lot of rice before. Dạ, mày nói chắc là bà nội sẽ thích cái này lắm. Cái mày mới nói là vậy thì thôi chừa cho bà nội chút xíu đi. Ông nói không, ông ăn hết luôn. Ông nói giỡn. Good. Just the way I remember it when I was a small boy in San Francisco. Really good, right? Mm-hmm. Okay. Good. Mày cũng có hâm cái hai cái xúc xích châm xả mày. Honey, I'm excited to get my car back. What? I'm excited. You're excited? Yeah, ông nói là tuần tới là xe ổng sẽ sửa xong rồi sẽ đi về. Ổng rất là excited, là rất là hào háo hức. Ông nhảy. Okay. No plates, you're too much dirt. My god, no, take the plates. No plate. No. Mark. No plate. Take a plate. No, we have too much plates already. No. Khùng dễ sợ. Không lấy dĩa ra. Ooh, it's hot. Oh, see? The plate.
Oh my god. See? I told you. What's wrong with you? First in the plate. Nói lấy dĩa thì không lấy. À, cuối cùng nóng gì đâu nổi ra thấy không? Khùng dễ sợ. No thank you. I'm so full. Otherwise they're gonna go bad. Nó không phải mai là ăn xúc xích với lại cơm rice-a-roni. 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 The San Francisco treat. Rất là ngon. I throw it away. No. Vậy và các bạn, hôm nay thì Mai lại đưa mọi người ra đây để ngắm cảnh. Tại vì Mai thấy cái cây hoa đào đẹp quá, không ngắm hết, nó tàn cũng uổng của chú anh chị. Chỉ có một vài ngày nữa thôi là nó tàn à. Cái hoa thì cả năm trời mình đợi nó mới nở, và nó chỉ tươi đẹp trong vòng có mấy ngày là nó rụng thôi. Thì hôm nay Mai cũng theo dõi tin tức ở Việt Nam rất là nhiều ha. Những ngày qua thì Mai cũng thấy lùm xùm cái vụ mà diễn viên Ngọc Lan tố công ty bảo hiểm á, là tư vấn viên của công ty bảo hiểm nó tư vấn không có trung thực, nói chung là làm cho diễn viên Ngọc Lan rất là thiệt thòi. Thì Mai thấy, và sau đó thì có một cái chị là một cái ở một cái vị trí lãnh đạo cho một công ty bảo hiểm, vị trí khá là cao, và đáp trả Ngọc Lan bằng những cái lời rất là, nói chung là ngạo mạn. Theo như bản thân cá nhân Mai thì Mai thấy như vậy. Đây Mai, đây là cái hợp đồng bảo hiểm của Mai, của chú anh chị. Thì thường á, con người mình là, Mai thấy như thế này là con người mình là mềm yếu nhất. Những cái lúc mềm yếu nhất thì mới tìm đến những cái niềm tin về mặt tôn giáo, và hoặc là những cái niềm tin về bảo hiểm. Bản thân Mai cũng vậy thôi. Tại sao Mai lại mua một cái hợp đồng bảo hiểm này của chú anh chị? Đó là khi mà Mai ly hôn chồng xong thì có một mình Mai nuôi con thôi. Thì mọi người cũng biết Mai đã chia sẻ rất là nhiều trong những cái video của Mai, thì Mai là một mình sống ở đất khách quê người, không có gia đình ở đây. Do đó thì Mai rất là sợ nếu mà có chuyện gì xảy ra với Mai thì các con Mai nó sẽ bơ vơ. Khi đó thực sự ra thì cái gọi là sao ta, cái thiếu thốn về mặt vật chất nó không bằng cái thiếu thốn về mặt tinh thần. Mình cảm thấy mình không có cái điểm tựa, mình cảm thấy mình bơ vơ nơi đất khách quê người. Do đó thì Mai quyết định là Mai mua một cái hợp đồng bảo hiểm này, để cho nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ít nhất mình cũng để lại một số tiền nho nhỏ cho các con, không phải là lớn, vì lúc đó thì Mai cũng đi làm neo thôi. Một mình mà nuôi hai đứa con thì có chính chị biết là nuôi được thì cũng đã vất vả rồi, huống hồ chi mà để tiền ra mua bảo hiểm nữa ha. Thì mọi người cũng thấy đây là cái cuốn hợp đồng bảo hiểm của Mai, rất là dày luôn, và bằng tiếng Anh. Trong này thì cái policy hợp bảo hiểm của Mai, đó là cái những cái điều khoản bảo hiểm của Mai, cái hợp đồng không á, là 25 trang kèm theo rất là nhiều phụ lục nữa. Do đó thì để mà đọc hết được cái hợp đồng này thì rất là khó, nhất là bằng tiếng Anh nữa. Và trước đây là những cái về mặt tính toán, những cái về mặt quảng cáo của công ty ha. Thì sau khi mà họ đóng cho Mai một cái quyển rất là dày như thế này thì Mai ký xong, Mai chỉ biết mang về thôi. Và họ, chứ còn thật sự ra thì nói mà để đọc chi tiết đó thì Mai không có đọc nổi đâu, tại vì Mai cũng không có đủ giỏi, tiếng Anh không có đủ giỏi ha. Và thậm chí tiếng Việt á thì mình còn bị chơi chữ, dùng những cái từ chuột ngữ, thuật ngữ chuyên môn rất là cao xa mà mình không có hiểu được đó, có chính vậy. Thì bởi vậy khi mà Ngọc Lan tố công ty bảo hiểm này á, là tư vấn cái nhân viên tư vấn bảo hiểm tư vấn không đúng sự thật á, thì Mai cũng không có gì gọi là bất ngờ đâu. Thực sự là cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều lần rồi, và không phải một mình Ngọc Lan tố cáo mà rất là nhiều người tố cáo, không chỉ riêng bảo hiểm ở Việt Nam không, mà bảo hiểm bên Mỹ này cũng vậy cô chú anh chị. Thậm chí như cái điều khoản bảo hiểm của Mai đây ha, Mai mua bảo hiểm hồi đó thì không có nhiều tiền, Mai chỉ mua cái mức độ là bảo hiểm nhân thọ, khi mà nếu mà Mai chết đi, có chuyện gì mà rủi ro xảy ra đối với Mai thì các con Mai sẽ được 300.000. 300.000 là một số tiền nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng mà thiệt thì khả năng của mình sao thì mình mua vậy. Lúc đó thì Mai mua 300.000, sau này thì Mai cũng suy nghĩ có nhiều lần muốn upgrade lên, nhưng mà mình cũng đắn đo, mình chưa có upgrade lên ha. Và cái phí mỗi tháng Mai đóng là $250. Mai chia sẻ rất là thật nha, chứ cũng không cần phải giấu giếm gì hết. Và mới đầu thì Mai nghĩ là Mai sẽ đóng trong vòng mà Mai nói với các anh tư vấn bảo hiểm này là Mai muốn mua trong vòng 15 năm thôi, bởi vì Mai không biết là tương lai có chuyện gì xảy ra, sau này mình lớn tuổi mình có còn đi làm neo, có còn chài chân nổi hay không, hay là lúc đó mình mắt mờ tay yếu rồi mình dũa không có nổi, mình không có chài chân nổi cô chú anh chị. Nên Mai nói với anh là Mai chỉ mua 15 năm thôi. Tuy nhiên khi giờ thì sau cái vụ mà lùm xùm bảo hiểm này xong đó thì Mai cũng lục lại cái hợp đồng bảo hiểm của Mai, thì Mai thấy thật ra là cái hợp đồng này
cái thời hạn đóng bảo hiểm của Mai là tới 20 năm. 20 năm là của chú anh chị, tuy nhiên thì 5 năm cũng không có đến nỗi nào, nên Mai thấy cũng không có sốc giống như Ngọc Lan. Còn nếu mà Mai biết mà nếu mà đóng tới 70 mấy năm, Mai cũng không nghĩ 70 mấy năm đâu, Mai nghĩ là Ngọc Lan có thể là nhìn nhầm, có thể là 74 tuổi hay như thế nào đó ha. Mai cũng không biết chắc, nhưng mà nếu mà thực sự mà đóng tới 70 mấy năm thì nó là quá dài, và mình nghĩ là chắc chắn điều đó mình sẽ không thực hiện được. Mình sẽ không có đảm bảo được cái hợp đồng này, do đó cái việc mà sốc cũng là một điều bình thường. Và Mai thấy mà Ngọc Lan tố mà những cái người tư vấn bảo hiểm á, họ tư vấn không có tâm á, là cái đó là nó diễn ra rất là nhiều rồi, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ở Mỹ nó. Bản thân cái anh bán bảo hiểm cho Mai nói thật luôn nha, khi mà Mai mua cái bảo hiểm này xong á, tại vì Mai thì Mai biết chắc là Mai sẽ mua bảo hiểm, bởi vì khi đó Mai cảm thấy là mình rất là không có được an toàn, mình không có niềm tin, mình cảm thấy là mình là người rất là có rủi ro, nguy cơ, nếu mà chuyện gì xảy ra với mình thì con mình nó rất là khổ. Thì Mai quyết định Mai mua bảo hiểm, và khi đó thì mình đã quyết định rồi, nên ảnh không có cần phải thuyết phục mình nhiều. Ảnh nói mua bảo hiểm là mình cũng quyết định là mình sẽ mua bảo hiểm cho con mình rồi, thì Mai cũng không có đắn đo nhiều lắm trong cái việc mua bảo hiểm này. Tuy nhiên khi mà Mai mua bảo hiểm nhân thọ xong, Mai có muốn mua bảo hiểm sức khỏe chỗ ảnh nữa, thì cái bảo hiểm sức khỏe ảnh cứ cờ lơ đi, mọi người có biết không, có nghĩa là ở bên này á, khi mà mình mới chuyển từ tiểu bang này qua tiểu bang khác á, mình mới chuyển thì mình mua bảo hiểm rất là dễ, nhưng mà nếu mà mình chuyển lâu thì mình không có được mua bảo hiểm nữa, mình phải đợi tới mỗi 6 tháng một lần là họ sẽ giống như là một cái renew lại cái hợp đồng bảo hiểm cũ thì mình mới mua được bảo hiểm. Và ảnh cứ lơ, cuối cùng thì Mai đã không mua bảo hiểm được của năm đó, và nguyên cả một năm đó là Mai không có bảo hiểm sức khỏe. Thì thật sự ra thì những người tư vấn bảo hiểm á, là họ chỉ có tư vấn cho bằng được để lấy tiền của mình xong, như ký cái hợp đồng này họ lấy hoa hồng là bao nhiêu đó xong rồi họ biến mất thôi. Nó giống như là Mai vậy đó, họ bán được cho Mai cái bảo hiểm nhân thọ xong mà đâu thèm ngó ngàng đến cái bảo hiểm sức khỏe của Mai nữa đâu. Nên thật ra là để mặc kệ, không có quan tâm đến cái việc mà giống như là đôi khi thì mình nói nó cũng hơi không có tâm một chút xíu của chính chị ha, làm chỉ vì đồng tiền thôi. Và cái điều này thì Mai thấy rất là nhiều. Và những cái công ty bảo hiểm cũng vậy thôi, họ đi huấn luyện tuyên truyền rất là nhiều, và thậm chí Mai cũng được rất là nhiều lời mời gọi đi tham gia vào cái đội ngũ bán bảo hiểm của họ. Thì họ cũng chẳng cần cái gì hết, mình chỉ cần đậu cái license, cái bằng ở bên Mỹ này thì mình cần đậu cái bằng của tiểu bang, sau đó thì mình vào và mình tư vấn. Mình chỉ cần mà họ cố gắng, tại vì mỗi cái nhân viên bán bảo hiểm đều có một cái chỉ tiêu để cuối năm có thể được thưởng, được đi du lịch, được này được kia, thì họ cố gắng bằng mọi cách bán để đạt được cái chỉ tiêu đó, mà họ không có chú trọng đến cái quyền lợi của khách hàng. Họ không có bán bằng một cái tâm, nghĩa là tư vấn những cái sản phẩm mà khách hàng cần. Họ chỉ tư vấn làm sao để khách hàng mua cho bằng được cái bảo hiểm và mang đến cái lợi nhuận cao nhất cho họ mà thôi, cái hoa hồng tốt nhất cho họ mà thôi. Hầu như là như vậy, chứ Mai ít thấy có một người tư vấn bảo hiểm nào mà Mai thấy có tâm, mà tư vấn đúng, tư vấn đủ. Vì thường tư vấn đúng á, thì thấy cái chính sách này nó sẽ không có hấp dẫn, còn chính vậy thì ít có mà làm cho khách hàng có động lực để mua được bảo hiểm. Còn khi mà mình tư vấn nó chỉ mập mờ thôi, những cái mà không có được có lợi thì mình lấp liếm đi, mình không có cho khách hàng biết, thì khách hàng mới dễ dàng ký cái hợp đồng này. Và nếu mà mình nói hoạch tẹt ra, mình nói rõ những cái điểm mà không có tốt của cái hợp đồng bảo hiểm này thì đâu có phải là dễ dàng để bán được, đúng không cô chú anh chị? Mà đặc biệt là với một cái hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao như Ngọc Lan thì để bán được cũng rất là khó ha. Thì Mai thấy á, cái chị mà là cái vị trí lãnh đạo trong công ty bảo hiểm này chỉ đá xéo Ngọc Lan một cách rất là gọi là ba đây trịnh thượng ha. Chị nói là đối với những người mà có thu nhập cao vậy thì chắc là chắn là đầu họ phải có sỏi rồi chứ. Chị có vẻ như là chị nhìn người ta với cái thái độ rất là coi thường. Mai thì Mai không thích như vậy, bởi vì thật sự ra thì cuộc đời thì ai cũng có những cái thiếu sót, có thiếu sót nhỏ, có thiếu sót lớn, và có những sai lầm nhỏ, sai lầm lớn, có những sai lầm mà không sửa chữa được, thì mình phải học những bài học kinh nghiệm thì mình mới khôn ra cô chú anh chị. Mai đã từng trải qua rất là nhiều lần thất bại của chú anh chị, không phải là những cái thất bại nhỏ, những cái thất bại rất là lớn. Và chính từ những cái lần thất bại đó thì Mai đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho cuộc đời. Do đó thì cái điều mà ở Ngọc Lan mà Mai cảm thấy rất là quý đó chính là mình dám thể hiện ra cái ngu của mình để cho mọi người biết, để mình cảnh tỉnh mọi người đừng có bước vào cái con đường
sai lầm của mình, đừng có lặp lại cái ngu của mình nữa. Mình dám lấy bản thân mình ra làm bài học cho tất cả mọi người mà mình không có sợ ai phải chê cười mình. Cái đó là cái rất là Mai rất là thấy ở Ngọc Lan rất là hay. Bản thân Mai cũng vậy nữa. Bản thân Mai thì Mai không có ngại mọi người đánh giá Mai đâu. Bởi vậy thì những cái sai lầm mà Mai đã trải qua, những cái gì trong quá khứ, Mai đều tự rút từ bài học kinh nghiệm của bản thân mình để Mai mong muốn chia sẻ với các cô chú anh chị và các bạn, để mọi người tránh đừng có lặp lại cái sai lầm mà Mai đã vướng phải, để mình có thể cảnh tỉnh một chút nào đó, để cảnh tỉnh cho mọi người ha. Thì bản thân Mai cũng vậy, cái hợp đồng bảo hiểm này thì Mai cũng sai, nhưng mà cái sai của Mai nó còn đỡ hơn cái sai của Ngọc Lan. Còn về cái hành động của cái chị quản lý trong công ty bảo hiểm thì Mai hoàn toàn không có đồng tình, bởi vì thật sự ra thì cái cách trả lời của chị rất là trịnh thượng, rất là ta đây, nhìn người ta có vẻ như là thiếu hiểu biết. Chị nghĩ rằng chỉ có bản thân chị mới là người hiểu biết, bởi vì đương nhiên thì cái chị mà lãnh đạo trong công ty bảo hiểm này thì chỉ cái chuyên môn của chị là chỉ hoạt động trong công ty bảo hiểm, do đó thì cái kiến thức về bảo hiểm của chị nó phải nhiều và nó phải xa, phải rộng hơn những người còn lại thôi. Chứ thử chị đi diễn xuất giống như Ngọc Lan thử coi chị có diễn được giỏi như Ngọc Lan hay không. Mỗi người ai cũng có những cái thế mạnh riêng, do đó thì mình đừng có gọi là khi dễ người ta quá. Mai thì Mai không thích vậy đâu. Thì con người mà ai cũng có những sai lầm, và Mai thì Mai thấy là đừng có nên hống hách quá. Ngọc Lan thì Mai thấy rất là hay, mặc dù là cái sai lầm đó Ngọc Lan là một diễn viên lớn, nhưng mà cũng đâu có sợ mất mặt đâu, đâu có sợ tai tiếng, đâu có sợ mất mặt mất mũi, mà dám mạnh dạn đưa ra cái hình ảnh mà ngồi khóc bù lu bù loa trước công chúng như vậy để chia sẻ với mọi người. Mong là mọi người đừng có đi cái vết xe đổ của mình, và đây cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, cho bản thân Mai và cho tất cả mọi người luôn. Mình phải nhìn nhận lại bảo hiểm nó không có xấu của chú anh chị, bản chất của bảo hiểm không có xấu, mà một khi mình đặt bút mà mình ký thì đó cũng là lỗi của mình rồi, mình không có tìm hiểu kỹ. Do đó thì cái xấu là cái gì? Cái xấu là cái người tư vấn bảo hiểm họ không có tư vấn cho mình bằng một cái tâm thật sự, mà họ tư vấn với cái quyền lợi của họ nhiều hơn, cái lợi ích của họ nhiều hơn là cái không có nhìn đến cái lợi ích của cái người mua bảo hiểm. Mà trong khi thì cái người mua bảo hiểm là cái người mà cảm thấy trông trên nhất, mới cần đến bảo hiểm làm chỗ dựa. Thì Mai cũng hiểu, tại vì Mai cũng đã từng giống như Ngọc Lan, đã từng là một bà mẹ đơn thân, nên khi đó mình cảm thấy là mình trông trên, mình cảm thấy mình có không có sự an toàn thì mình mới cần nhờ tới bảo hiểm, mình mới chấp nhận bỏ tiền mình ra để mình mua bảo hiểm. Chứ nếu không thì mắc mới mình đem tiền của mình đưa cho một người khác giữ làm cái gì, đúng không cô chú anh chị? Cái này nó là cái bình thường thôi. Thì với lại có một điều thì Mai nghĩ là các công ty bảo hiểm họ nên có những cái đội ngũ mà bán bảo hiểm, họ nên tư vấn một cách bài bản, và họ nên quản lý cái nhân viên tư vấn bảo hiểm của họ một cách sát sao và chặt chẽ hơn, để cho đừng có xảy ra những cái tình trạng như thế này nữa. Vì Mai thấy là đúng là nó giống như là chở mặt lật mặt bánh tráng vậy đó, nó làm cho người rất là mình rất là sốc. Nhiều khi mình đặt bút mình ký vào một cái hợp đồng nó mà mình không có ngờ nó đem lại rất là nhiều cái bất lợi cho mình đến như vậy. Và bản thân những người mua bảo hiểm giống như Mai, giống như Ngọc Lan, hay giống như các cô chú anh chị và các bạn ở đây, thì Mai nghĩ ai cũng có nhu cầu mua bảo hiểm hết. Nó để đảm bảo cho mình có một cái tương lai nó an toàn hơn. Mình nên liệt kê ra những cái mà mình quan tâm, mình muốn mua bảo hiểm là cái gì, và mình khi mà mình trước khi mình đặt bút ký cái hợp đồng này thì ít nhất mình cũng phải hỏi mọi người cái thời hạn bảo hiểm đâu, rồi cái như thế này cái kia, những cái điểm mà mình đã ghi chính, mình đã take note lại đó cô chú chị, thì mình phải hỏi lại để yêu cầu cái bạn tư vấn bảo hiểm, bạn chỉ vào trong cái policy này đâu, cái trang nào, cái dòng nào là cái điều khoản đó, và mình nên đọc lại ha. Cái đó là cái tối thiểu nhất. Còn nếu mà cô chú chị nào mà có điều kiện hơn thì mua những cái hợp đồng bảo hiểm giá trị hơn, thì Mai nghĩ là mình nên cần có luật sư để tư vấn cho mình một cách chặt chẽ và chính xác, bởi vì những cái hợp đồng bảo hiểm là những cái hợp đồng cực kỳ ma mị, không thể nào đọc nổi của chứ anh chị. Một cái quyển to như thế này đọc là thấy tẩu quả nhập ma luôn đó. Những cái công ty bảo hiểm này họ dùng rất là nhiều thuật ngữ, dùng nhấn nhiều câu chữ mà họ có thể ràng buộc, họ có thể khiến cho mình nó bị ma mị, nó không có hiểu. Thật ra những cái câu chữ này cũng đúng thôi, nhưng mà nó khó hiểu lắm cô chú anh chị ơi. Thì đó là những cái mà Mai đã rút ra được trong cái bài học của Ngọc Lan. Chính Ngọc Lan cũng đã thức tỉnh Mai, làm cho Mai phải nhìn lại cái hợp đồng bảo hiểm của mình ha. Thì cảm ơn cả nhà đã nghe Mai rất là nhiều. Thì đây là một cái kênh gọi là tâm sự chia sẻ đời sống gia đình thôi, thì mình có như thế nào mình tâm sự mình chia sẻ như thế. Và Mai thấy những cái gì diễn ra xung quanh đời sống của Mai thì Mai cũng tâm sự chia sẻ với mọi người. Thì Mai cũng coi các cô chú anh chị giống như là một cái ngôi nhà thứ hai của Mai vậy đó. Từ ngày Mai làm YouTube thì Mai có rất là nhiều bạn và rất là nhiều cô chú anh chị yêu thương và quan tâm, gọi điện nhắn tin thăm hỏi này nọ. Những lúc mà Mai bệnh, những lúc Mai buồn hay những lúc Mai vui thì mọi người cũng đều chia sẻ niềm vui đối với Mai. Mai cũng thấy rất là vui, thay vì mình bó buộc mình trong một cái ngôi nhà
như thế này. Thì mọi người cũng biết là ông xã Mai cũng đi làm nhiều ha. Thì mình mở rộng cái mối quan hệ mình ra, mặc dù là chỉ trên mạng thôi, nhưng mà từ ảo đến thật nó cũng gần lắm. Thì nhờ có YouTube mà Mai cũng quen được rất là nhiều bạn. Thì cảm ơn cả nhà đã cùng với Mai chia sẻ cái vấn đề về bảo hiểm ngày hôm nay. Thì nếu mà các cô chú chị nào mà chưa mua bảo hiểm thì nên cẩn thận một chút xíu, để mắt một chút xíu đến cái việc mà tư vấn của các bạn tư vấn viên bảo hiểm nha. Mình nên phải cẩn thận hơn. Và thì bây giờ lỗi của mình, nếu mà lỗi của mình rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Thì Mai chỉ chia sẻ một chút xíu như vậy thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các cô chú chị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.